Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình vừa đi cấp cứu một con xe Innova về. Đây con đè ở đó, nhưng mà cái thảo luận giữa mình với lái xe thì lái xe là bị thay oan mất cái bình oquy. Thế mình lên thì mình bảo là nếu trường hợp của anh mà đè mà nó cứ ở ấy thì đúng là cái bệnh đấy, thì nếu mà nói về ư ở thì đúng là ai cũng phán bình oquy thôi. Nhưng mình thì mình khẳng định nó là bị ở con đà. Bởi vì sao? Nếu bị tụt bình oquy ấy thì trước tiên là mình phải nhìn ở trên đồng hồ tablo, là cái đồng hồ tablo là nó, nếu bình oquy yếu ấy là tất cả đèn trên mình trên đồng hồ tablo nó phải tụt điện, và nó đồng hồ tablo nó sẽ bị tối om đi. Nhưng mà đây hiện tượng là đà thì là đồng hồ tablo nó vẫn cứ đỏ rực, nhưng mà nó lại vòng tua nó rất là yếu. Mà mình khẳng định là con khởi động này nó có vấn đề. Lái xe thì thay oan mất cái bình oquy rồi. Mình lên là mình khẳng định luôn là con đà này. Thì bây giờ mình sẽ tháo con đà ra cho các bạn xem nguyên nhân tại sao nó lại bị yếu. Khi mà mình có dụng cụ thì mình tháo đà để kiểm tra cho các bạn xem. Dụng cụ này tháo thì nó có vài cái dụng cụ thôi. Dùng khẩu 8 này, cà lê 12, buống tua vít nóng. Không cần tua vít nóng mà buống tua vít được. Đây mình tháo đây các bạn xem. Đấy, trước tiên là mình phải dùng cái tua vít này để tháo hai con ốc bắt mát này. Cái này nếu mà nó chặt quá ấy, chặt quá là cái đóng. Trường hợp những nó chặt đây này. Hai con vít ra trước tình trạng xong, ra tháo hai con này, ra. Thường là những con khởi động này đấy, nếu mà nó mà hết than ấy thì mình khởi động nó yếu. Con này tôi nghĩ nó sẽ bị hết chổi than. Đây bạc đồng con này, bạc tốt nhé, bạc này tốt. Bỏ cái này ra, nó rút được cái này là dễ. Tháo cái này ra.
Đây các bạn nhìn chưa, than cái than hai bên này vẫn dày, nhưng cái than này đã hết, than hết đè nó yếu, đè cái này cũng có lúc là nó tua cũng như là cũng ấy, nhưng mà cũng có tua lúc nào cảm giác như kiểu bị yếu điện. Cỏ hóc này bị sứt hết này. Sứt hết cỏ hóc. Đây là cái bệnh là chính xác luôn, là nó bị khởi động. Cái tuổi than này hết hết này, chúng ta đời này thấy nó yếu rồi đúng không? Tôi vừa ấy bắt bệnh cho lái xe xong, vừa bắt bệnh này bị hỏng khởi động. Thế nhưng mà lái xe không nghe, lái xe đi thay bị yếu quy, thế tự dưng này mất thêm tiền yếu quy thôi. Anh em cứ thế mà sửa chữa thôi. Cảm ơn anh em đã xem video của tôi. Anh em có thể tham gia nhóm Facebook Thợ Sửa Chữa Ô Tô của tôi. Tôi đã để link ở trong phần mô tả. Trong nhóm anh em có thể trao đổi kinh nghiệm sửa chữa ô tô hoặc kinh nghiệm trọng dụng. Nếu muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi sẽ ra các video hướng dẫn sửa chữa hàng ngày.